Trong thời gian rảnh cứ quay này thôi, tối về tôi spam. Nó là có video đúng không? Còn một ngày phải có 80 video. Khi Một một tháng là phải bao nhiêu công nhân lên? 8 x 3 2004. là phải đẩy vào sập báo lên. Báo lên báo báo lên lên trên. Xong là nốt video bạn lại. Tao mày làm hết nửa ngày đấy. Có điều kiện đấy rồi. Thì nó giảm được có 5 triệu thôi. Đây là thôi tiền đấy duy trì. Đúng Thì nếu là làm hai kênh cũng ngon đấy, nhưng làm hai kênh không thời gian làm. Làm hai kênh 180 60 video. Thì cậu quay đi bao giờ? Cậu phải cầm hai máy này. Trước tớ quay hai máy rồi, tớ ngu quá tớ cầm hai máy này. Tớ cầm như này, thế là dính bản quyền. Đấy, cậu cầm như này. Đấy, thì có được. Thì hai góc quay khác nhau. Ở đây quay gần nhau thì nó bị gọi là vi phạm bản quyền của hai kênh. Đấy, khó. Thì điện thoại báo sắp hết pin đúng không? Lúc nào mình làm thì ví dụ như là Ví dụ đấy nó ngồi uống nước này cũng quay được. Đăng bài thì lâu, đăng bài mất 3 tiếng, mạng mạng thì yếu quá. Trên này mạng Tớ gọi qua điện này tổng đài báo bao lần rồi, báo phải đến từ lần thứ 5 thứ 6 rồi. Sáng nay gọi điện này cũng gọi điện tiếp. Và không biết là bây giờ cái gói của chị không biết là như nào, mà bây giờ gói 150 megabit mà bây giờ chỉ được 9 chỉ hơn 90 bit thôi. Thế thì đăng cái gì? Hôm nào Mà nếu mà thế thì hôm nào mình phải nghiên cứu lại cái đường dây. không biết là dây rồi ông kia ông đến sửa ông bảo mạng thế này là ngon lắm rồi. Ôi, mạng này ngon nữa với người bình thường nước Facebook thôi bố ạ. À, mạng này mạng chuẩn với em để còn đăng bài cơ mà. Em có phải em lướt Facebook không? Một ngày em đăng 160 video. Làm gì mà loát đi ủi đến tối nhiều nhiều người đang dùng nhiều mà. Không thể loát được video. Bây giờ mình nghiên cứu ra này là nó cũng đúng. Ừ. Vì bạn phải nghiên cứu ra xem.